Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trong khóa học Master SEO. Trong video trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách tạo hệ thống Interlink với Gravatar. Ở phần này thì chúng ta đã được làm quen, tại vì đối với Gravatar thì nó cũng tương tự như đối với Google Plus Page hoặc là Google Plus Profile, thì chúng ta cũng tạo tương tự cái Interlink như vậy. Theo một phần tiếp theo là chúng ta sẽ tạo cái Interlink cho YouTube. YouTube thì nó cũng có một cái phần để chúng ta điền các địa chỉ của website và chúng ta linking cái URL trên cái brand account chúng ta. Đây là những cái liên kết tài khoản brand account, thì chúng ta tạo liên kết từ brand account tới cho kênh YouTube của chúng ta. Thì chúng ta làm thế nào? Đầu tiên các bạn truy cập vào trang google.com, chúng ta vào ở mục google.com thì chúng ta thấy cái đây hình ở vuông này, chúng ta chọn YouTube. Chúng ta vào phần cái kênh của chúng ta. Ở đây thì chúng ta đã được hướng dẫn là chúng ta tạo cái YouTube là dạng brand này, dạng brand brand account. Thì chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ vào phần My Channel, bạn vào vào bên góc bên tay trái của các bạn, ở corner bên trái á, thì chúng ta click vào cái mục này và chúng ta chọn My Channel. Ở mục My Channel này chúng ta sẽ thấy là ở phần About này chỉ có một số cái thông tin về link ở đây. Link thì chúng ta sẽ bắt đầu add vào. Chúng ta chọn cái danh sách profile link của chúng ta ở đây. Tumble chẳng hạn. Rồi blogger, bubbly, Medium. Rồi
Email. À, xin lỗi các bạn là tại vì trên YouTube nó giới hạn số lượng ký tự nên chúng ta sẽ phải chọn ra cái từ có nó ngắn. OneDrive chẳng hạn. Rồi ngay cả Google Drive này chúng ta có thể add vào. Dropbox chẳng hạn. Upbox thì đây là những cái trang mà có thông số VGA cao. Rồi Facebook profile. Facebook. Fanpage. Thì chúng ta có thể chọn một số khẩu riêng thế này, nếu bạn có thời gian thì các bạn có thể điền thêm nhiều vào, chúng ta xây lại. Thì khi các bạn add cái website vào thì chúng ta sẽ thấy là ở cái góc bên tay phải trên màn hình, chúng ta thấy ở đây có những cái liên kết dạng internal link. Các bạn thấy đó, internal link ở đây. Chúng ta kiểm tra xem thuộc tính link như thế nào. À thì đối với link internal link trên YouTube thì chúng ta cũng nhận được cái thuộc tính là nofollow. Thì chúng ta cũng không cần quan tâm tới cái thuộc tính này của YouTube. Tại vì thật ra YouTube thì nó có cái thông số về DA cao. Các bạn thấy là DA của YouTube là tới 100. Chúng ta khi mà chúng ta tạo cái hyperlink trên này thì mục đích là chúng ta tạo lên cái call to action thôi. Đó. Thì đó là cách mà chúng ta thực hiện internal link trên YouTube. Thì đối với các tài khoản còn lại thì chúng ta có thể add vào bình thường. Các bạn thêm sắp add vào bình thường.